đến cây ngày hiểu xã sư Thích Chân Quang với những phát biểu làm cho dân chúng hoang mang. Từ khi Phật tử tin theo đã thu về biết bao nhiêu, vì bao lời nói cao siêu người tin càng nhiều. Thương cho những người ngồi nghe ở dưới say xưa, tay mang phong bì rồi đem cung hết cho sư. Ngày qua ngày kéo thêm đông rồi đem tiền cũng cho ông, người thân thì cứ trông mong mà không một đồng. Nay thì ban Phật giáo gọi ông để lên cành, cáo ông sư Chân Quang ông gây hoang mang ông hay nói giảm. Bao người nghe lời nói và nay dường như thầm hiểu, không nên u mê ông sư Chân Quang chỉ ham vật chất. Ai đời đâu lại có mà đi tập tiêm nghèo, có hay ta lâu lâu đi câu cho vui mai sau lỡ miệng. Khi nhà bên chùa miễu thì ta làm ơn làm phước, nghe sư Chân Quang ta đem cho chùa rồi ra chòi luôn. Bao nhiêu sư thầy toàn đi giao giảng chi đâu, ai như Minh Tuệ chỉ khuyên ta mến thương nhau. Người không mang đến công danh và không được mất đua tranh, chỉ xin một bữa cơm chay rồi đi cả ngày. Thương cho Minh Tuệ người không được mất hơn thua, mạnh vai ven đường nhặt lên che nắng che mưa. Thầy không nhà cửa xe hơi, chỉ ôm bình bát đi thôi, rồi đi hành khất muôn nơi mà hơn vạn người. Cho những người ngồi nghe ở dưới say xưa, tay mang phong bì rồi đem cung hết cho sư. Ngày qua ngày kéo thêm đông rồi đem tiền cung cho ông, người thân thì cứ trông mong mà không một đồng. Nay thì ban Phật giáo gọi ông để lên cành, cáo ông sư Chân Quang ông gây hoang mang ông hay nói giảm. Bao người nghe lời nói và nay dường như thầm hiểu, không nên u mê ông sư Chân Quang chỉ ham vật chất. Ai đời đâu lại có mà đi tập tiêm nghèo, khó ai ta lâu lâu đi câu cho vui mai sau lỡ miệng. Khi nhà bên chùa miễu thì ta làm ơn làm phước, nghe sư Chân Quang ta đem cho chùa rồi ra chòi luôn. Bao nhiêu sư thầy toàn đi giao giảng chi đâu, ai như Minh Tuệ chỉ khuyên ta mến thương nhau. Người không mang đến công danh và không được mất đua tranh, chỉ xin một bữa cơm chay rồi đi cả ngày. Thương cho Minh Tuệ người không được mất hơn thua, mạnh vai ven đường nhặt lên che nắng che mưa. Thầy không nhà cửa xe hơi, chỉ ôm bình bát đi thôi, rồi đi hành khất muôn nơi mà hơn vạn người. Thầy không nhà cửa xe hơi, chỉ ôm bình bát đi thôi, rồi đi hành khất muôn nơi mà hơn vạn người. Sư Minh Tuệ và Thích Chân Quang đều là sư nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sư Minh Tuệ ăn bữa cơm chay rồi lại đi xong xuôi một ngày,
chỉ ngu ngồi và hay hành khất, không nhận tiền chỉ nhận đồ cháy. Nhưng nghe rằng sư Thích Chân Quang vẫn thường đi ăn uống đàng hoàng, thích cung dường và ham vật chất, sư luôn ngồi sẽ hộp thật xa. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sư Thích Chân Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất đem vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho, đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vật quý, sống lọc lừa gánh nghiệp mình mang. Minh Tuệ và Thích Chân Quang đều là sư nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sư Thích Chân Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất đem vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho, đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vật quý, sống lọc lừa gánh nghiệp mình mang. Sống thật thà trời thương vật quý, sống lọc lừa gánh nghiệp mình mang. Nhà xe vật chất hiến đất đai luôn, gom bao nhiêu tiền về trừ chu kỳ rồi ra ở chòi, có sao đâu, mình đấy phải nghỉ đến mai sau, ta phát tâm đi không phải chi ly, cũng hết cho sư rồi ra gầm cầu. Chính ta đúng hay sai là trong tâm, thế mà hát ca xa thành mã câm. Còn ai nằm vòng tiêu luôn mất phước, câu cá mai sau sẽ lóng lỡ miệng. Rồi ai nhiều tiền hãy đi đây đó, hết phước tương lai dễ liệt hai chân. Ông Thích Chân Quang luôn rêu rao mình là tu chân chính,
những thích sân si, kéo sư Minh Tuệ là tên Ba Trơn. Dù Ba Trơn mà chẳng sân si, thằng Ba Trơn này cả dân thương, đâu giống như ông. Ơi hỡi than ôi, nghe đến tên thôi là thích chuyên khoa. Chân quang khuyên ta cung dường nhà sẽ vật chất, thiên đất đai luôn gom bao nhiêu tiền về trữ chu trì, rồi ra ở chòi có sao đâu. Mình đấy phải nghỉ đến mai sau, ta phát tâm đi không phải chi ly, cũng hết cho sư rồi giã gầm câu. Chính ta đúng hay sai là trong tâm, thế mà hát ca xa thành mã câm. Còn ai nằm vọng tiêu luôn mất phước, câu cá mai sau sẽ lóng lỡ miệng. Rồi ai nhiều tiền hãy đi đây đó, hết phước tương lai dễ liệt hai chân. Ông thích chân quang luôn rêu rao mình là tu chân chính, những thích sân si kéo sư Minh Tuệ là tên Ba Trơn. Dù Ba Trơn mà chẳng sân si, thằng Ba Trơn này cả dân thương, đâu giống như ông. Ơi hỡi than ôi, nghe đến tên thôi là thích chuyên khoa. Đâu giống như ông, ơi hỡi than ôi, nghe đến tên thôi là thính chuyên khoa. Chân quang hôm nay phải dừng việc hãy thuyết giảng, cấm tới hai năm nhưng bao nhiêu người còn ngủ mê hoài. Vẫn tin rằng thầy đúng không sai, dù cho nhiều người chưỡi lâu nay máu kẽ u mê, nhưng có đâu hay khi vẫn luôn tin và bánh về thầy. Thuyết giảng khiến cho bao người tin theo, để rồi chính tay thu về bao nhiêu. Nhiều câu ngỡ ngàng như dân trí thấp, bao kẻ u mê ngồi nghe thật nhiều. Thầy khuyên tiền vàng ta đem cũng hết, con cháu mai sau sẽ giàu bấy nhiêu. Thôi bớt u mê, ta lo đi làm giàu sáng mới tới. Nghe mấy ông sư khuyên ta cúng dường rồi mãi ra đường. Người đi bộ hành cả dân thương, người hãy giảng đạo cấm hai năm. Nhân quả không sai nên chúng vô ai, hạnh phúc tương lai là do nghiệp mình. Thích chân quang hôm nay phải dừng việc hãy thuyết giảng, cấm tới hai năm nhưng bao nhiêu người còn ngủ mê hoài.
vẫn tin rằng thầy đúng không sai, dù cho nhiều người chưỡi lâu nay bao kẻ u mê, nhưng có đâu hay khi vẫn luôn tin và bánh về thầy. Thuyết rằng khiến cho bao người tin theo, để rồi chính tay thu về bao nhiêu. Nhiều câu ngỡ ngàng những dân trí thấp, bao kẻ u mê ngồi nghe thật nhiều. Thầy khuyên tiền vàng ta đem cũng hết, con cháu mai sau sẽ giàu bấy nhiêu. Thôi bớt u mê, ta lo đi làm giàu sáng mới tới. Nghe mấy ông sư khuyên ta cúng dường rồi mãi ra đường. Người đi bộ hành cả dân thương, người hãy giảng đạo cấm hai năm. Nhân quả không sai nên chúng vô ai, hạnh phúc tương lai là do nghiệp mình. Nhân quả không sai nên chúng vô ai, hạnh phúc tương lai là do nghiệp mình. Đôi chân trần đi khắp muôn nơi, thầy chẳng ham cuộc sống danh lợi. Cơm mỗi ngày thầy ăn một bữa, kiếp vô thường có gì phải lo. Bao nhiêu là tịch tộc cơ theo, rồi đời quân diêu tuốt cùng nhiều. Kẻ thì cầm mãi quay phong vân, kẻ ghi hình theo từng nhịp chân. Nhân dân thì cũng kéo xa xem, kẻ hò reo kẻ đứng người quỳ. Xin mọi người đừng có làm thế, để cho thầy không phiền mà đi. Bao nhiêu người vẫn cứ sân si, hỏi thầy đi như thế được gì. Nhưng nghiệp đời mỗi thân một khác, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Giữa muôn ngàn cuộc sống bon chen, thầy gạt đi bao nỗi muôn phiền. Sống nhẹ nhàng chẳng ham vật chất, nhưng sao đời vẫn còn nhỏ nhen. Người xưa có câu, đời người ta cuộc sống vô thường. Giữa dòng đời trần ai được mất, chẳng có gì những vạn người thương. Bao nhiêu là tịch tộc cơ theo, rồi đôi quân diêu tuốt cùng nhiều. Kẻ thì cầm mãi quay phong vân, kẻ ghi hình theo từng nhịp chân. Nhân dân thì cùng kéo xa xem, kẻ hò reo kẻ đứng người quỳ. Xin mọi người đừng có làm thế, để cho thầy không phiền mà đi. Bao nhiêu người vẫn cứ sân si, hỏi thầy đi như thế được gì. Nhưng nghiệp đời mỗi thân một khác, buông bỏ rồi đâu cần được chi.
Người xưa có câu, đời người ta cuộc sống vô thường. Giữa dòng đời trần ai được mất, chẳng có gì những vạn người thương. Giữa dòng đời trần ai được mất, chẳng có gì những vạn người thương.